Hôm qua ngủ muộn hả? Mắt thâm quầng rồi. Hôm qua ngủ muộn hả? Mắt thâm quầng rồi. Hôm qua ngủ muộn hả? Mắt thâm quầng rồi. Vì phải chuẩn bị nhiều cho buổi họp hôm nay. Vì phải chuẩn bị nhiều cho buổi họp hôm nay. Vì phải chuẩn bị nhiều cho buổi hôm nay. Vất vả rồi. Chắc chắn kết quả sẽ tốt. Vất vả rồi. Chắc chắn kết quả sẽ tốt. Vất vả rồi. Chắc chắn kết quả sẽ tốt. Giám đốc. Giám đốc. Giám đốc. Mắt thâm quầng. Mắt thâm quầng. Mắt thâm quầng. Nhiều. 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 Chắc chắn. Chắc chắn. Chắc chắn.